Rồi, Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác, toàn thể quý anh em tiếp tục hàng hóa cập bến ngày hôm nay thì cặp súp BRX618S. Đây là cái model súp đơn liền công suất của cái CJ BRX600. Khang Minh cập bến về một cặp. Đây một quả nữa này và đang khui quả này. Chúng ta xem cái phía áp đất này, bốn cái chân cao su đang chỏng lên trời này. Gần như là không tì vết luôn. Ê căng này. Đấy, để Khang Minh sẽ khui nó ra nhá. Sau đó là lộn lại để quay chúng ta xem và chiêm ngưỡng cái cặp súp này ngày hôm nay tiếp theo hàng hóa cập bến về. Đấy, con để ra đấy để khui đốt trước nữa. Đối với cái model súp này thì nó là cái model súp trong cái phân khúc tầm trung, tầm bình dân và tiếng súp cũng rất là hay. Nó chạy cái củ súp bát 268G 4 ôm. Súp từ leo bát 5 tấc. Đấy. Đây. Phía bên rìa thùng này. Đẹp xuất sắc luôn. Đây là cái phía căng ơi, căng cắt trong con ra. Cắt đi, nếu con dao cắt đâu nhỉ? Đấy con dao này. Hay để bố cắt sao? Thôi để bố cắt xong con thôi con cắt vào loa đấy. Ừ, cắt vào loa, khéo cắt vào loa. Đúng rồi. Rồi, quá siêu luôn. Đấy. Phía vỉ cắm rác này. Nào. Đấy, con cắt đi. Cái con dao đấy nó hơi cù này. Đấy, để vô lấy con dao khác nó sắc hơn. Con dao nó hơi cù này. Đâu nhỉ? Đây, đây, đây. Đây, căng. Đấy, con dao này sắc. Rồi, cắt đi. Kéo vào tay nhá. Rồi, hai bộ con khui hàng hôm nay các bác quý anh em cùng xem. Giá hai mấy triệu. Dưới 30. Loa thì đẹp gần như là không tì vết rồi. Đấy, phía sau này, vỉ tấm rắc này. Mọi người cùng xem này, BRX này, 618S. Đấy. Tay sách này. Rất là mới luôn. Bên thùng này, bên hông này. Đây. Rồi để Khang Minh lật nó lên nhá. Kéo nhá, kéo cắt vào tay đấy. Mấy. Đấy, một chiếc. Rồi, oh, chiếc nữa. Nào con. Đấy, chiếc bên hông. Con cứ cắt từ từ thôi. Để ông cắt vào tay, rồi. Rồi, dở thùng ra. Chỗ nào dán băng dính thì là con cắt nó ra. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Bên ria này xem là cái điểm dán băng dính đâu. Sau đó là con xích vào là nó bật ra. Đây, dựng lên. Nào, dựng đi. Nào, dựng đi, đừng có dựng. Đấy, con bê bên này. Đấy, đúng rồi. Đấy, rồi. Nào, dính ở bên dưới này nữa. Nào, vật sang bên này. Vật sang bên này. Đâu, cắt ở đâu? Vật sang đây. Thì nó có điểm được mở. Nào. Đấy. Rồi. Đấy, con mở ra đi. Đấy mở ra. Chỗ nào dán là con mở ra. Đây. Đây này, đây. Đây. Đấy, lật cái đấy ra. Đấy. Đây. Những cái điểm này này. Đấy, đây đây đây, đây. Thấy chưa? Đấy. Đúng rồi. Rồi. Đấy con cắt đi để vừa quay trước này cho các bác quý anh em xem. Mặt ấy căng này. Rất đẹp luôn. Khang Minh dừng lại cái góc quay này. Mọi người cùng xem. Sau đó là tiến lại gần. Cái logo này. Crown GBL. Mặt tiền này. Thấy chưa? Hơi bị đẹp. Bên trên cái lỗ cắm cọc này.
sức một tí xíu thôi. Đó. Không tì vết. Cái lớp sơn dùng cát, cái lớp tiết nó còn bóng luôn này. Tay sách không mình quay rồi này. Đấy. Tất cả là bên hông nó cũng như vậy. Đây. Bao quát thêm cái bên hông này. Không có vết gì luôn. Phía sau. Đấy, quay lại phía sau này. Đó. Đây. Chiếc nghĩa tem mác CG BZX618S. Rồi, chiếc thứ hai. Đấy, để cháu khui ra nhá. Làm việc hơi bị trăm luôn. Các bác quý anh em cho thằng cu em là con một like nhỉ. Nào. Đấy, con cắt đi. Kéo cắt từ từ thôi. Phải từ từ nhé, không cắt vào loa với lại cắt vào tay thôi. Con dao thì nó sắc. Đấy. Rồi con sang bên kia. Nhưng mà cái này con đã cắt được ra đâu. Đấy, cái thùng nó vẫn bao bên ngoài đây này. Đấy, phải xem tìm điểm nào. Ấy để mình cắt cái thùng bìa cắt tông này ra. Đây Khang ơi, con đã đặt lại, đặt sang kia. Nào. Đấy. Bố một tay bố cầm điện thoại. Đây, đấy. Đây này, vẫn dính ở bên này này. Đấy. Đấy, thế chứ không cắt những cái đấy ra thì mình mới bỏ thùng cắt tông ra được. Bỏ bìa ra được thì mình mới cắt đến ni lông bên trong. Đó, thấy chưa? Đấy, sao ra, nhìn ra, còn ở đâu dính nữa. Đây, để cô nhìn, cô chỉ cho. Đây. Đây này. Đấy, thấy chưa? Đây. Đấy, chích vào, đấy. Thấy chưa? Kéo cắt vào tay con. Đấy. Cắt đi thôi. Cắt đi, cứ cắt đi. Không dính, đấy, cắt. Rồi. Rồi, mở ra chứ. Mở cái này. Đấy, thấy chưa? Rồi, bây giờ cắt bằng dính. À, cắt dây bóng đi luôn. Rồi, cắt đi con. Đấy. Đấy, phía áp đất. Rồi. Đây, nó rạch ngang phát này. Thấy được không? À. Không, con đứng về bên kia cắt. Thế, rồi cắt đi. Đó, kéo vào tay nhá. Tránh xa tay ra. Con dao phải tránh xa tay ra. Kéo cắt vào loa. Con cắt vào loa là loa nó có vết xước ngay đấy. Mọi người xem cái căng này. Không có một cái vết xước nào luôn. Này xé không được, con cứ đưa dao vào. Đó cả mồ hôi nhỉ. Mình nghĩ loại này. Wow. Ai giờ. Rồi. Nào. Bây giờ lật đi. Nóng không? Nóng tí vào uống nước. Rồi. Hả? Bây giờ bố lôi ra cho. Đây con khênh được bên kia không? Khênh. Bố khênh bên nào? Nào. Rồi, đi. Dịch trong đây. Rồi. Đấy, toát cả mồ hôi ra loa này. Đấy, khéo dẫm vào cái đấy con. Rồi, bây giờ con gấp cái này con dọn. Dọn cái này cho bố Khang ơi. Mấy con đi dép vào đi. Đấy, thấy chưa? Có bị làm sao không? Cho bố xem nào. Không sao. Đi dép vào. Dẫm vào cái dây đai này nó có cái sắt. Con đi dép vào. Rồi, quay lốt chiếc còn lại nhá. Mọi người xem cái lỗ cắm cặp này. Đây là cái vết mồ hôi cháu nó giọt ra này. Đấy. Bên trên này căng. Cái căng thì không tì vết rồi. Đây, phía trên này. Đẹp chưa? Siêu đẹp. Siêu đẹp. Đấy. Tay sách này, đây là vết mồ hôi này. Đây mồ hôi này. Cháu nó ôm vào. Đấy mồ hôi này. Đây.
Đó. Con gấp vào nó để bên trong. Khang ơi, đây gấp vào để bên trong đấy sao tí bố rộng. Thì đây để bố lấy chỗ bố quay thôi. Để các bác xem. Đấy, bây giờ X618S này. Chân cắm các thứ này. Nó hơi bẩn một chút. Với cái vết sức nhỏ nhỏ này. Đây phía sau nhá. Chiếc thứ hai. Đấy. Tay sách bên hông còn lại này. Nó không đi xoay ra ngoài này. Ngoài ánh sáng luôn này. Đây. BRXCG. Xước tí thôi. Rồi. Đó là cặp BRX618S ngày hôm nay. Các bác thì anh em quan tâm vui lòng liên hệ cho Khang Minh nhá. Giá dưới 30 triệu một chiếc. Đây là mặt tiền hai cái loa. Khang Minh xin chào thân ái và hẹn gặp lại các bác quý anh em ở những video tương tự kế tiếp lần sau.